Rồi, nhà vườn thông mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị form thiên nhiên, cây sống khỏe nhà mình, cây nhà vườn mới xuống lá nha, cây rất là già luôn, nhìn rất là lực cây nhà mình. Cây này có mã số là 988, có số đo tổng hoành gốc là 83, chiều cao là 65 tới đầu lũi nha mình nha. Cây đang nằm chậu là 50, lọt lòng. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn, 3.500k bao ship không chậu nha. Cẩm thị cây rất là già luôn. Cây này nhà vườn sử dụng máy làm lũa, tác động làm lũa nha. Quăng nó nhìn thấy quá, đèn 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 đèn. Cây này nhà vườn mới xuống lá nha nhà mình, xuống lá. Cái này về nhà mình chỉ việc lên cái chậu và vô dây định hình em nó rồi ok. Cây cốt nhìn rất là già đấy nhưng mà lực cốt, nhìn lực cây. Đây, bắt đây tác động máy làm lũa nha mình nha. Làm lũa móc đầu luôn. Gân nhìn rất là hay nha mình, đen đen trắng trắng, có đường gân. Rồi mã số 988, 3.500k bao ship không chậu nha. Cẩm thị. Một cốt nhìn rất là lực luôn. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn.